Xin chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn đã đến với buổi live stream solo hóa giữa hai fanpage Tôi yêu hóa học và tôi ghét hóa học. Hỏi Phương Anh một xíu là theo mình được biết thì là bạn là một trong những học sinh giỏi quốc gia về môn hóa, thế tại sao bạn lại ghét môn hóa như thế? Câu hỏi thứ nhất, hãy chọn đáp án đúng. Phản ứng thu nhân mạnh: A. Không tự xảy ra ở mọi nhiệt độ. B. Có thể tự xảy ra ở mọi nhiệt độ. C. Có thể tự xảy ra ở nhiệt độ cao nếu biến entropy dương. D. Có thể tự xảy ra ở mọi nhiệt độ ở nhiệt độ cao nếu biến entropy âm. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đáp án C. Đáp án C. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Chúc mừng chị Phí Phương Anh. こいつバカな。こいつの指が動いたぞ。まさか。1秒経過、2秒経過、3秒経過、4秒経過、はいはいはいはいはいはいはいはい、6秒、9秒経過、やった。答案của mình là bao nhiêu ạ? 5. 5. 5反応。5反応。Thì Phí Phương Anh đang có câu trả lời đáp án xác ạ. Xin mời Phí Phương Anh. 6. 6. Đáp án là gì em? Vâng, và đây là giờ phút quyết định đúng không? Em sẽ công bố đáp án và đáp án chính xác đó là đáp án C, 6 nghiêng về Phí Phương Anh. Ready?